Chị không sợ. Sao chị Nguyễn Phương Hằng biết bà đó thuộc nhóm phản động, nhóm Việt Tân mà không báo cho công an để bắt bà đó? Ôi da, trời ơi, cái bà dịch tân dịch giật gì đó giờ này mà chưa thấy tới đây rạch đạch thì hiểu rồi ha. Nếu mà giờ ai nói xấu quý vị, vu khống như quý vị có chịu nổi không? Có im lặng không? Hay là tới nha nằm dạ rồi vậy rồi bà Hằng nói vu khống tôi là diệt tân diệt đồ nha. Cô quậy cho nước nó đục luôn rồi cô mới thả câu. Quá hay luôn cô Hằng, mãi đỉnh. Nhưng mà các bạn đừng tấn công cô Hằng nữa nha. Tại vì là cô Hằng bây giờ đã 8 tháng thì Minh Tuệ rồi, cô quay xe 180 độ rồi. Tôi hôm nay lên làm video clip này chính thức xin lỗi sư Minh Tuệ. Sư Nhuận Đức quay sang ủng hộ, cho rằng sư Minh Tuệ là tấm gương sáng, trả lại đất cho Phật tử đã cúng dường, chỉ cần một nơi đủ che mưa che nắng. Như mọi người thấy đó, những người họ nói xấu thầy Minh Tuệ, họ xúc phạm thầy Minh Tuệ, những người đó bây giờ cuộc sống của họ chỉ biết trốn tránh, chỉ biết sợ hãi. Nhuận Đức nói thật với quý vị, nếu như Nhuận Đức giảng ở chùa, giảng quảng chúng, làm bao nhiêu pháp hội rất là lớn, Nhuận Đức chỉ cả đời gieo duyên thôi. Cuối cùng bản thân Nhuận Đức không thể nào giảng sanh về cực lạc được, 100%. Chắc chắn một điều là thầy Minh Tuệ sẽ có những vị thần đi theo để bảo vệ thầy. Và tôi nói như vậy, bạn tin hay không, đó là việc của bạn. Mọi người nói thầy tôi là kẻ đi ăn xin, vậy mà mọi người lại đi cầu xin những cái mà thầy tôi đã bỏ. Nếu mà nói sai thì thôi là bà nhảy kiểu lambada của bà rồi, đúng không mọi người? Đó, cho nên là mình phải mở mang trí óc ra, mình phải hiểu nói gì đúng hay sai đó. Miệng mình mở miệng ra mà nói không có sự thật, không có đúng thì nhục lắm nha. Nhất là mấy em nào mà nói bà Hằng bị bế đi rồi, bế đúng rồi, ông Dũng đem đồng bế lên giường nha, cái này là có thiệt nha. Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo kem ngày hôm nay. Và ngay lúc này là 5 giờ chiều ngày 25 tháng 10 dương lịch. Sau bao ngày ồn ào thì hôm nay CEO Nguyễn Phương Hằng chính thức lên tiếng dẹp tan những tin đồn không phải về mình, và đặc biệt khiêu khích thế lực được cho là Việt Tân, nếu cô nói không phải hãy đến tìm cô. Càng đặc biệt hơn khi hôm nay nhận được tin những người đã từng phản bác thầy Minh Tuệ đã bắt đầu quay xe, trong số đó có sư Nhuận Đức. Như vậy chúng ta có thể thấy sức mạnh của nồi cơm điện khủng khiếp như thế nào. Tà không thể thắng chánh, chân lý vẫn là mãi mãi. Ôi da, trời ơi, cái bà dịch tân dịch giật gì đó giờ này mà chưa thấy tới đây rạch đạch thì hiểu rồi ha. Nếu mà giờ ai nói xấu quý vị, vu khống như quý vị có chịu nổi không? Có im lặng không? Hay là tới nha nằm dạ rồi vậy rồi bà Hằng nói vu khống tôi là diệt tân diệt đồ nha. Rồi bà, cái bà dịch tân gì đâu có tới đâu, thấy không? Nếu mà nói sai thì thôi là bà nhảy kiểu lambada của bà rồi, đúng không mọi người? Đó, cho nên là mình phải mở mang trí óc ra, mình phải hiểu nói gì đúng hay sai đó. Miệng mình mở miệng ra mà nói không có sự thật, không có đúng thì nhục lắm nha. Nhất là mấy em nào mà nói bà Hằng bị bế đi rồi, bế đúng rồi, ông Dũng đem đồng bế lên giường nha, cái này là có thiệt nha. Bế lên giường nha mọi người. Góc này đẹp nè. Mấy em nhìn nha, chị cô ơi. Bác mày bắt cho cô, trời ơi, xinh đẹp quá đi, trời ơi, xinh đẹp quá đi hà. Vậy mà nói công an bế em lên phường, ngày nào chồng em cũng bế em lên giường, không phải lên phường nữa nha. Vô đây xíu đi. Đây là phòng làm việc nha. Mới đây là mấy con. Dạ. Trời ơi, đẹp chết luôn vậy Hà. Đẹp tới bực mình luôn vậy đó Hà. Mọi người thấy không? Em đẹp tới bực mình luôn Hà. Cái này đẹp mà có thiệt nha. Để không cao là mới thấy cô đẹp nha. Trời ơi, đẹp là có thiệt nha quý vị. Ngày nào cũng mang hả? Hồi đúng rồi, ngày nào chú Dũng cũng bế lên giữa trường, phải lên bế lên phường. Bực mình ghê vậy hả? Nghe đi, ta đi siêu thị nha, mua đồ chút xíu nha. Bụi bị rì rừng chụp hình là sao vậy? Sao để cuộc sống nó bình yên chút xíu này vậy?
Trời đẹp quá nha. Ai tặng quả hồng cho tôi vậy? Trời. Bữa nay ngày 25 này quý vị chưa thấy cái dịch tân dịch trực gì mà tới mà kiếm tôi hết nha. Quý vị thêm đẹp quý vị. Và đây là lời xin lỗi của những người đã từng phản bác công kích thầy Minh Tuệ. Trong số đó có sư Nhuận Đức ở chùa Hộ Pháp, Bà Rịa, Vũng Tàu. Chào các bạn. Tôi hôm nay lên làm video clip này chính thức xin lỗi sư Minh Tuệ trước cộng đồng vì lời lẽ trước đây có hành vi xúc phạm dù chưa nêu rõ tên sư nhưng có phần ám chỉ. Nhưng vài ngày qua tôi nhận thấy dù gì thầy cũng là một vị sư tu hành, tại sao mình lại xúc phạm sư? Thành thật gửi lời đến sư Minh Tuệ, hy vọng sư cũng lấy lòng từ bi mà bỏ qua. Cùng lời xin lỗi đến những vị yêu mến thầy. Xin cảm ơn. Sư Nhuận Đức quay sang ủng hộ, cho rằng sư Minh Tuệ là tấm gương sáng, trả lại đất cho Phật tử đã cúng dường, chỉ cần một nơi đủ che mưa che nắng. Trong thời gian gần đây, có một thay đổi quan trọng từ phía thầy Nhuận Đức khi thầy công khai ủng hộ sư Minh Tuệ và tuyên bố trả lại đất cho Phật tử. Điều này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tư tưởng và nhận thức của thầy Nhuận Đức, bởi trước đây, thầy từng có những lời chỉ trích và không ủng hộ cách tu hành của sư Minh Tuệ. Thời gian trước, trong những buổi thuyết giảng, thầy Nhuận Đức đã bày tỏ quan điểm không đồng tình với pháp tu của sư Minh Tuệ. Thầy nhận xét rằng hành động đi chân trần khắp từ Bắc vào Nam để khất thực của sư Minh Tuệ là một điều đáng khâm phục về mặt thể lực và ý chí, nhưng lại cho rằng điều đó không còn phù hợp với thời đại hiện nay. Thầy cũng từng công khai nói rằng cách tu hành này chỉ có thể được Đức Phật thực hiện khi còn tại thế và khó ai có thể tái hiện lại. Theo thầy Nhuận Đức, việc tu tập như vậy không những khó thực hiện mà còn không cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Những lời phát biểu này của thầy Nhuận Đức đã khiến nhiều Phật tử cảm thấy bối rối và thậm chí có phần không hài lòng. Bởi trong mắt họ, sư Minh Tuệ là một tấm gương sáng về sự khổ hạnh và kiên định trên con đường tu hành. Thầy Nhuận Đức không chỉ nghi ngờ về tính thực tế của việc khất thực mà còn đưa ra những lời bông đùa, khiến nhiều người cảm thấy thiếu sự tôn trọng đối với sự cống hiến của sư Minh Tuệ. Điển hình là trong một buổi giảng pháp, khi nhắc đến sư Minh Tuệ, thầy Nhuận Đức đã nói rằng nếu Bác Nhuận Đức phải đi chân không từ Bắc vào Nam như sư Minh Tuệ thì chắc chắn tôi sẽ không làm được. Những lời nói này dù có thể mang tính đùa cợt nhưng lại khiến không ít người cảm thấy rằng thầy Nhuận Đức đang phủ nhận công lao của sư Minh Tuệ và không hiểu được giá trị sâu sắc của hành động khất thực. Thầy còn cho rằng nếu không có đệ tử đi theo thì việc khất thực sẽ không truyền bá được pháp tu và sẽ trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, qua thời gian, có lẽ nhờ sự quan sát và tự chiêm nghiệm, thầy Nhuận Đức đã dần nhận ra những phẩm chất vượt trội trong cách tu hành của sư Minh Tuệ. Chính sự kiên định, lòng từ bi và sự buông bỏ hoàn toàn về vật chất của sư Minh Tuệ đã dần cảm hóa thầy. Thầy không chỉ thay đổi cách nhìn về phương pháp tu hành khất thực, mà còn nhận ra rằng tu hành là việc quay trở lại nội tâm, không phụ thuộc vào danh vọng hay vật chất. Điều đặc biệt là thầy Nhuận Đức đã quyết định trả lại một mảnh đất mà Phật tử từng tặng cho thầy để xây dựng nơi ở. Thầy nhận ra rằng việc sở hữu tài sản và xây dựng chùa chiền không phải là con đường mà thầy mong muốn. Sau khi trả lại mảnh đất cùng các giấy tờ, thầy cảm thấy như đã trút bỏ một gánh nặng, tâm hồn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thầy chia sẻ, chỉ cần có một nơi đủ che mưa che nắng và mỗi ngày ba bữa cơm thanh đạm là đủ để tu hành. Từ đó, thầy Nhuận Đức bắt đầu tập trung vào con đường tu hành đơn giản và thanh tịnh. Thầy không còn mong muốn những thứ vật chất xa hoa hay danh vọng, mà chỉ hướng tới sự an lạc nội tâm. Thầy cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống tu hành là biết liệu sức mình và sống đơn giản, an lạc. Sự kiên định và lòng từ bi của sư Minh Tuệ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thầy Nhuận Đức, giúp thầy nhận ra giá trị chân thực của con đường tu tập.
Sự chuyển hóa trong tư tưởng và hành động của thầy Nhuận Đức là minh chứng cho việc tu hành không chỉ là theo đuổi những mục tiêu lớn lao, mà đôi khi sự buông bỏ và biết đủ cũng là một hình thức của trí tuệ và giác ngộ. Thầy không chỉ thay đổi cách nhìn về con đường tu hành của mình mà còn công khai bày tỏ sự kính trọng đối với sư Minh Tuệ, người đã thực sự giúp thầy nhìn nhận lại hành trình tu. Hơn nữa là cô quậy cho nước nó đục luôn rồi cô mới thả câu. Quá hay luôn cô Hằng, mãi đỉnh. Nhưng mà các bạn đừng tấn công cô Hằng nữa nha. Tại vì là cô Hằng bây giờ đã 8 tháng thầy Minh Tuệ rồi, cô quay xe 180 độ rồi. Cô nói là thầy thích Minh Tuệ là... nói chung là thầy là cạo cả, cô là phàm phu nên là cô không có nước sông không phạm nước giếng gì đấy, là cô không có muốn đụng tới thầy. Tại vì thầy đã làm những cái việc rất là cao cả rồi mà, thầy ăn cơm bá tánh rồi khoác áo cà sa, khoác áo Như Lai. Cô nói là khoác áo Như Lai luôn, quá hay. Thôi bây giờ các bạn đừng tấn công cô nữa, bởi vì các bạn ủng hộ cô để cô làm những cái việc mà tốt cho đời ấy, để giúp đỡ cho nhiều người khác nữa. Miễn sao cô không đụng tới hai Minh Tuệ là được rồi. Càng đặc biệt hơn, dưới góc nhìn của anh dân tộc cũng đã nhìn thấy mọi thứ. Khi tất cả những người đã từng công kích, chống phá thầy Minh Tuệ thì đã nhận một kết cục. Họ xúc phạm thầy Minh Tuệ. Những người đó bây giờ, cuộc sống của họ chỉ biết trốn tránh, chỉ biết sợ hãi. Bởi vì họ đâu có dám bước ra ngoài đâu. Họ chỉ biết sống trong những căn phòng xung quanh đó, họ đâu có dám đi ra ngoài. Bởi vậy những người đó nhìn họ thật đáng thương. Họ biết những gì họ làm chứ họ đâu có ngu, nhưng mà họ không biết sửa lỗi. Tại vì những người đó họ cố chấp, họ làm như vậy để được gì? Họ làm như vậy chỉ làm khổ thân của họ thôi, chứ có được lợi ích gì đâu. Đụng đến ai cũng được. Trời Phật không quan tâm việc bạn đang làm. Nhưng đụng đến thầy Minh Tuệ, thầy hơi khó đấy. Tại sao? Chắc chắn một điều là thầy Minh Tuệ sẽ có những vị thần đi theo để bảo vệ thầy. Và tôi nói như vậy, bạn, người dân họ yêu quý thầy, họ lấy hình ảnh của thầy để trong nhà, rồi họ vỉ lời như một vị Phật sống. Rồi tôi hỏi bạn, bạn có làm được như thầy Minh Tuệ không? Việc bạn làm, thầy Minh Tuệ không đụng chạm đến. Còn việc thầy Minh Tuệ tu tập cũng không ảnh hưởng đến bạn. Vì vậy, bạn đừng có đụng chạm đến thầy Minh Tuệ. Và đây là một đoạn video mà em cảm thấy cực kỳ ý nghĩa, trả lời hết trọn vẹn những thắc mắc của bà con cô bác mình từ lúc buổi talk show 20 tháng 10 cho đến nay. Theo sự phân công của nhóm phản động, thì người phụ nữ này đến gặp chị Hằng nói gì làm gì thì tất cả quý anh chị cũng đã biết rồi đó. Nhưng có nhiều anh chị nhắn tin cho em nói như thế này: sao chị Nguyễn Phương Hằng biết bà đó thuộc nhóm phản động, nhóm Việt Tân mà không báo cho công an để bắt bà đó? Xin thưa với quý anh chị, sao quý anh chị biết rằng là chị Nguyễn Phương Hằng không báo công an? Mà nếu báo công an thì chưa quay được cái clip, thì đâu có cái bằng chứng, cái chứng cứ mà để lúc giao lưu với quý quan khách chị Nguyễn Phương Hằng mở ra cái bằng chứng để cho mọi người cùng xem. Nếu như thật sự không có cái bằng chứng đó thì quý anh chị lại nói ngược lại, nói bà Hằng này bà nói cho có, chứ làm gì có người phụ nữ nào đến gặp, làm gì có người phụ nữ nào của phi nhóm Việt Tân. Bằng chứng đâu, người làm chứng đâu, miệng lưỡi không xương, nhiều đường lét léo. Cho nên là chị Nguyễn Phương Hằng cũng đã chuẩn bị trước cho mình rồi mà vẫn còn bị nói như thế. Nói chung là mình đừng có dạy cách người giàu làm việc, cái thứ nhất. Cái thứ hai, đừng có dạy người giàu cách tiêu tiền là được rồi. Cái đó thì họ thừa sức họ làm những cái chuyện đó. Còn nói thật với quý anh chị chứ, trong khu du lịch Đại Nam lúc nào cũng có an ninh, lúc nào cũng có công an trong đó. Cái đó là mình nói thật. Chị Nguyễn Phương Hằng giao lưu với quý quan khách thì trên sân khấu lúc nào cũng có cơ quan chức năng ngồi ở đó dựng. Cái đó là điều đương nhiên. Nếu không có ngồi ở đó thì cũng có cơ quan chức năng họ ở trong cái khu vực đó để họ lắng nghe những cái phi nhôm và ở đây hoạt động như thế nào.
chứ không phải là không có đâu quý anh chị. Quý anh chị không tin đúng không? Công ty Bon Trang của quận Bình Tân đó, quý anh chị vô đó sẽ biết. Quý anh chị làm những việc sai trái pháp luật đi, biết có công an hay không liền. Họ đâu có phải là mặc đồ công an mới gọi là công an, đúng không quý anh chị? Cho nên những cái chỗ đông người, những cái khu du lịch lúc nào cũng có an ninh, lúc nào cũng có công an, họ ở trong đó hết. Quý anh chị yên tâm vấn đề đó đi. Cho nên là có những cái mà chúng ta cứ suy nghĩ theo cái chủ nghĩa cá nhân của mình rồi nói người khác không đúng. Chị Nguyễn Phương Hằng mà nói nhiều, làm nhiều thì quý anh chị nói rằng sao bà này bà lên đây bà nói nhiều như vậy, đâm ra ghét. Chẳng lẽ giờ báo công an cũng điện thoại quay lại rồi đăng lên trên mạng xã hội là nói rằng là tôi đã báo công an rồi, bắt bà đó rồi, thì mấy anh chị mới chịu. Mà không nói lên thì mấy anh chị nói rằng sao không báo con bắt công an. Có những cái chuyện mà khó hiểu lắm. Sống làm sao cho vừa lòng người. Cho nên là mình phải ở trong cái câu chuyện đó, và mình là người tham gia trong câu chuyện đó, thì mình mới hiểu được đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện. Còn mình nghi qua mà nghi một khía cạnh, nghi một người mà họ thật sự trung thực, trung gian họ nói thì còn có thể là nghi được và hiểu được. Còn một người mà họ đã ghét bỏ người nào đó rồi mà họ kể lại thì xin thưa, toàn là điều xấu hết. Còn một người mà đã thương rồi họ nói lại thì nghi toàn là điều tốt hết. Cho nên mình nhận định một câu chuyện thì mình phải nghi gọi là từ hai phía, và mình là người tham gia trong cái cốt truyện đó thì mình mới hiểu được. Qua câu chuyện này thì có rất nhiều anh chị em dệt lên thành những cái đoạn phim mà mình thấy nó có một cái gì đó nó tiếu lâm luôn. Nếu như những anh chị TikToker mà mượn cái cơ hội này để theo dệt lên những bức tranh đẹp, những cái đoạn phim hay, để quý anh chị làm những cái đoạn clip mà để về kiếm tiền nuôi sống bản thân gia đình thì cũng là ok đi, chấp nhận đi. Nhưng còn những anh chị mà gọi là luật sư những gì có ăn có học, những anh chị mà thuộc phi phản động thì nói ra, thì nếu như một người họ có học thức, họ nhìn nhận thì họ biết liền. Cái đó là mục đích dắt mũi người dân, nhưng người dân bây giờ họ cũng đã hiểu được rồi. Cho nên những cái câu chuyện vừa qua của chị Nguyễn Phương Hằng nó rất là nhiều cái khía cạnh mà dệt lên rất là nhiều câu chuyện, theo dệt lên rất là nhiều vấn đề. Cái cốt lõi câu chuyện nó chỉ có đơn giản là như thế thôi, nhưng mà nó theo dệt lên những bức tranh rất là lạ. Chị Nguyễn Phương Hằng cũng đã từng nói là có rất là nhiều anh chị em làm YouTube, làm TikToker, làm mượn cái hình ảnh, mượn câu chuyện của chị để kiếm tiền. Chị vẫn ok, chị không bao giờ chị nói vấn đề đó, cho dù có nói thêm vài từ, nói bớt vài từ cũng không ảnh hưởng gì đến chị. Chị đã hiểu tới như đó rồi thì chúng ta cũng phải hiểu cho chị. Mình nói cái gì mà nó ở cái mức cho phép thôi, chứ đừng có nói mà xuyên tạc quá, chống phá quá. Chị Nguyễn Phương Hằng, anh Bình Lý Dũng, khu du lịch Đại Nam, làm nhiều việc có ích cho người dân, cho xã hội, cho đất nước. Mình hãy nhìn nhận vào cái thực tế đi. Mình ghét bỏ người nào đó mà người đó họ làm đúng, họ làm tốt thì mình hãy nên công nhận. Đừng có công nhận cái mà gọi là cái chủ nghĩa cá nhân của mình không. Sống không tốt đâu. Cho nên hãy cố gắng xây dựng một bức tranh đẹp, một đoạn phim hay để mọi người cùng xem và cùng thưởng thức. Nhưng mà cô không biết họ căn cứ vào cái điều gì mà họ chửi cô. Như đã hứa, 20 tháng 10 cô đã livestream phát trực tiếp với các đông đảo khán giả rằng những vấn đề nóng của xã hội mà cô đã lên video trước đó. Nhưng sau một hồi xem và quan sát thì con thấy nó cũng không liên quan đến vấn đề trước cô nói lắm. Còn trước cô nói là cô sẽ lên livestream và phân tích cái đúng cái sai của thầy Minh Tuệ. Nhưng con không thấy cái động thái nào là cô phân tích cái sai cái đúng của thầy Minh Tuệ cả. Và cô có động thái là cũng khen thầy Minh Tuệ. Cái đó là con rất ủng hộ. Nhưng có một vài đặc điểm sau đây, con cần đào sâu phân tích và con thấy nó vẫn hơi đơn cấn nên con muốn lên đây đóng góp ý kiến. Thứ nhất, luận điểm thứ nhất. Khi livestream cô đưa lên một người phụ nữ. Và người phụ nữ này cô nói là theo của tổ chức Việt Toa gì đó. Và cô nói là người phụ nữ đấy đến và kêu gọi cô, kêu gọi fan lên giải cứu thầy và kêu gọi fan xuống đường để lật đổ một cái gì đó. Con mới đặt ra câu hỏi, có hay chăng tổ chức đó có tầm ảnh hưởng như thế như vậy? Đấy, có thể là lật đổ một cái gì đó. Và cái nghi vấn thứ hai của con, tại sao tổ chức đó đến gặp được cô? Đến gặp được cô, nói chuyện riêng với cô. Và tại sao cô lại biết là người ta là người của tổ chức đó? Thêm một người đến gặp cô, bảo là người ta là người của tổ chức ông giời, cô cũng tin luôn à? Và bảo cô làm cái này làm cái kia cô cũng tin à?
như Võ Nam Yên mà đến bảo mấy cô là anh là bậc thánh đây, anh biết chữa bệnh rồi, là anh có thể chữa bệnh mà không cần dùng thuốc, chữa bệnh mà không cần dùng đến bất kỳ dụng cụ gì, anh chữa bệnh dùng thần lực của anh chữa bệnh, thì cô không tin luôn à? Hả? Cô dễ tin người vậy sao? Tức là bất cứ ai đến nói chuyện với cô là bảo là người của người này người kia, bảo mình là bậc thánh hay là mình là cái này kia, cô là cô không tin luôn hả? Con thấy là cái đấy là cũng không đúng lắm. Đấy là cái quan điểm thứ nhất của con. Quan điểm thứ hai, nếu người ta là người của tổ chức đó thật đến gặp cô, tại sao cô lại không trình báo, mà đáng lẽ cô phải lặng lặng để cô trình báo với cơ quan chức năng chứ? Đấy, cô phải lặng lặng chứ, cô lại lên livestream cô nói như vậy thì khác gì đánh rắn động cỏ, lại ông tôi ở bụi này, thế có phải là đổ bao nhiêu công sức không? Đấy, không thể bắt cá một mẻ được, đúng không? Cái đấy là cái thứ hai. Cái lợi điểm thứ ba, cô nói là người ta đến gặp cô, nói là đến giải cứu thầy, rồi là cùng fan của cô, cùng fan của thầy, rồi xuống đường rồi lật đổ cái gì đấy. Có hay chăng cái lòng ngạo mạn của cô đang quá lớn, mà cô nghĩ là cô nói gì là người ta cũng nghe. Con nói thật nhá, toàn fan phong trào thôi. Thực ra ấy, fan của cô hay fan của thầy, người ta thấy cô làm việc tốt, cô nói đúng, cô làm việc tốt và thầy cũng vậy, thì người ta mới ủng hộ. Đấy. Tất nhiên ở trong đấy có một số thành phần là tung hô bạo đít. Đấy. Nên càng những cái thành phần đấy thì nó làm cái lòng ngạo mạn của cô lên rất là cao. Khi cái lòng ngạo mạn nó cao rồi ấy, thì bắt đầu sẽ cô sẽ có hành động và những cái lời nói nó sai trái, nó lệch lạc đi. Và trong câu chuyện livestream của cô ấy, con còn thấy cô nhắc đến một tổ chức cá nhân, con gọi tắt là chạy đi, tổ chức cá nhân ở gọi là quản lý trong đó. Vô cảm hay thông cảm với vị chính bản sau câu chuyện của cô nói thì con cũng thấy nó cũng không liên quan gì cả, và con cũng thấy nó là câu chuyện rất bình thường. Nội quy của trại người ta như vậy thì đi qua là gặp cán bộ phải chào, đúng không? Người ta không quên không chào thì cán bộ người ta bắt chép bảng tường trình và để học lại nội quy để cho nó nhớ, thì nó là chuyện rất bình thường. Chứ còn đi chạy mà còn muốn sướng thì ai chẳng muốn đi, ai chẳng đi được. Thì tỷ lệ người muốn đi thì nó nhiều hơn, thì xã hội thì loạn cô ạ. Cái luận điểm cô nói hay là cô bảo người ta không biết thương người biết các thứ ấy, là cô là người chưa hiểu đạo. Cô hiểu đạo cô phải hiểu là như này. Người ta sinh ra để người ta làm những công việc đấy, nên người ta rất vô cảm. Người ta càng vô cảm công việc, người ta xử lý hoàn thành càng xuất sắc. Bởi vì đấy đặc thù của công việc của người ta, bắt buộc phải vô cảm. Còn nếu người ta làm sai cái gì ngoài những công việc của người ta ấy, thì đã có luật nhân quả, đã có pháp luật. No, cái đấy không phải việc của cô. Cô nói những cái lên những về đấy con khuyên thật, chỉ thiệt thân thôi, không có lợi ích gì cả cho cô ạ. Cái đấy là con muốn tốt cho cô nhá. Còn cái thứ ba, cô bảo cái gì là khi em livestream trời sẽ đổ mưa. Còn khi cô livestream trời mưa rồi cái gì tâm linh là có thật. Thế con mới đặt ra câu hỏi, thế cô không livestream thì trời không mưa. Cô cứ livestream mà trời không mưa. Cô không livestream mà trời không mưa. Cô ảo tưởng quá thật. Coi thật cô ảo tưởng quá. Như mùa này thì bây giờ ngày nào tối thì ngày nào chẳng mưa, đúng không? Không mưa chỗ này mưa chỗ kia. Còn cô livestream thì nó trời mưa thì là chuyện rất bình thường, không có gì bất thường. Cô bảo tâm linh là có thật, bắt đầu cô ảo tưởng, cô nghĩ là có một cái thế lực siêu nhiên gì đấy đang ủng hộ mình, đang ấy. Cô nói thật, cô nói ra những cái vấn đề chưa biết đúng sai như thế thì chưa biết ai là người ủng hộ cô hay là người phản đối cô đâu. Và cái thứ ba ấy, là cô bảo cô sẽ tiếp tục cái những cái vụ kiện của Võ Nam Yên ấy. Con nói thật, cô mà kiện được ấy, trước cô đã kiện rồi. Kể cả những cái tin nhắn, những cái đấy nó không phải là bằng chứng đâu. Bản chất là những cái tiền, các thứ cô tự nguyện đưa mà. Người ta có đòi hỏi cô đâu. Đấy. Thế nên là cô rất khó kiện người ta. Càng làm ở Mỹ lên thì chỉ có thiệt cô thôi. Có xem được thì cô ở trên livestream thì cô từ thiện rất là nhiều. Hàng trăm đến cộng lại chắc, còn cộng sơ chắc phải đến hàng nghìn tỷ ấy nhở. Vậy con rất ủng hộ những cái việc đấy. Nhưng con ủng hộ cô làm những việc từ thiện trong thầm lặng, tích phước trong thầm lặng. Cô không nên mạng xã hội, ngoài những cái việc từ thiện ra cô cứ lên nói về những vấn đề rất là nóng, cô thật rất là nóng. Đến con nhắc đến con nghe những cái vấn đề đấy còn giận hết cả người lên, mà cô cũng đi cô nói về những vấn đề đấy. Con nói thật, mình nên bớt bớt lại, không phải cái gì mình cũng đấu được, đấu với ai